Thưa quý vị, làm đến đâu, chắc đến đó, không chủ quan, nóng vội. Đó là trọng tâm mà Đảng bộ, chính quyền xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương thực hiện mục tiêu về đích nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2022. Tuy nhiên, do thời gian COVID-19 kéo dài nên phải tới tháng 8 năm 2024, xã Tân Hồng mới chính thức đón bằng công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của huyện Bình Giang. Xã Tân Hồng đã chọn tiêu chí văn hóa là tiêu chí mẫu để phấn đấu về đích nông thôn mới kiểu mẫu, một vùng quê giàu truyền thống hiếu học cũng như với tinh thần đoàn kết, nhiệt tình, hăng hái của bà con nhân dân trong các phong trào văn hóa. Chính vì thế mà Tân Hồng đã kiên trì quyết liệt cùng với tinh thần đoàn kết, đồng lòng của người dân địa phương để về đích nông thôn mới kiểu mẫu trở thành vùng quê giàu truyền thống văn hóa, ghi nhận của phóng viên VTC16. Làng Bộ Trạch, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, Hải Dương là một ngôi làng nổi tiếng được mệnh danh là làng tiến sĩ độc nhất vô nhị ở nước ta, với 36 tiến sĩ đại khoa kể từ thời nhà Trần đến thế kỷ thứ 18. Nhờ truyền thống văn hóa ấy đã góp phần đưa xã Tân Hồng về đích nông thôn mới kiểu mẫu với tiêu chí văn hóa trong xây dựng đời sống nông thôn hiện đại. Đời sống, văn hóa, tinh thần của người dân phải được nâng lên rõ rệt. Chính vì thế mà chúng tôi cũng xác định xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu là một trong những cái nhiệm vụ hết sức quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Hồng. Và chúng tôi rất tự tin bởi lẽ Tân Hồng có một cái nền tảng về khoa bảng, một cái nơi có cái truyền thống hiếu học và văn hiến và cách mạng. Và chúng tôi đã về đích nông thôn mới nâng cao năm 2020. Chính vì thế nó là động lực cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Hồng có cái sự quyết tâm, nỗ lực để phấn đấu về đích nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Làng Bộ Trạch là một làng tiến sĩ, tôi muốn nói là rạng danh về xứ Đông. Trước đây thời phong kiến có 36 tiến sĩ, nó đỗ đạt thành đạt. Thế thì các vị thần về là quê hương để giúp phò vua, giúp nước dân, tôi vừa nói. Thế thì đấy là những cái mà cái truyền thống ngày xưa. Đến ngày nay thì con cháu phải kế tục cái đó. Thế thì tất cả như về người dân của Mộ Trạch ấy, nhất là Mộ Trạch, họ có một cái học vấn rất là cao. Con đường liên xã dài 4,5 km được mở rộng, trải nhựa và đồng bộ với hệ thống vỉa hè cùng với hệ thống đèn cao áp chiếu sáng. Trường học các cấp trong xã được xây dựng theo chuẩn quốc gia và chất lượng giáo dục đạt thành tích cao trong địa phương. Không chỉ thế, các phong trào về văn hóa xã hội cũng được chính quyền địa phương khuyến khích bà con thực hiện mạnh mẽ để xứng đáng trở thành vùng quê đáng sống. Bên cạnh đó thì chúng tôi xác định là xây dựng các cái thiết chế văn hóa, chỉnh trang toàn bộ những cái nét đẹp văn hóa của làng quê như là cái đình chùa, các cái khu di tích, rồi thậm chí là các cái khu vui chơi giải trí để là tạo đà cho Tân Hồng là một trong những cái điểm nhấn để chúng tôi về đích nông thôn mới kiểu mẫu. Xã Tân Hồng đã huy động được nguồn lực rất lớn để xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu với tổng số vốn hơn 92 tỷ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách thuộc về nguồn vốn xã hội hóa từ những người con thành đạt của làng Mộ Trạch. Hôm nay chúng tôi rất là phấn khởi, là một người dân của xã Tân Hồng. Năm nay tôi 70 tuổi, hôm nay được về dự cái buổi lễ công bố đón nhận cái quyết định nông thôn mới kiểu mẫu. Phải nói là rất là vui và phấn khởi. Thế thì trong cái xây quá trình xây nông thôn mới đấy, thì bà con nhân dân trong xã chúng tôi tập trung đoàn kết ngay từ giờ khởi đầu. Từ năm 2010 chúng tôi đã có cái chủ trương này, đã bàn bạc với nhân dân hệ thống làm tất cả những cái việc quy hoạch thì dồn nô đổi thửa mà dẫn đến làm đường giao thông mà thích hết thở tầng. Đến bây giờ thì như các chị thấy đấy, nó rất là khang trang, xanh sạch đẹp. Đây là một quê đáng sống, chúng tôi rất phấn khởi, vui lắm, mừng lắm. Người dân xã Tân Hồng đón bằng công nhận nông thôn mới kiểu mẫu với một niềm tự hào khi quê hương ngày càng đổi mới. Thu nhập bình quân đầu người đạt 72,7 triệu đồng, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Thưa quý vị, xã Tân Hồng luôn quan tâm việc đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, điều hành quản lý của chính quyền, bảo đảm thống nhất về nhận thức, chủ trương và tổ chức thực hiện, phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và nhân dân trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Trong đó thì chú trọng phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, quy mô tập trung trên các cơ sở khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai, lao động gắn với bảo vệ môi trường. Hợp tác xã cơ giới hóa đồng ruộng, đầu tư công nghệ 4.0 và sản xuất lúa cũng là thành tựu mà xã Tân Hồng thực hiện tiêu chí số 13 trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, ghi nhận tiếp của phóng viên VTC16. Đây là hệ thống máy bay không người lái phun thuốc trừ sâu của Hợp tác xã Cơ giới hóa Dịch vụ Nông nghiệp Tân Hồng.
Từ khi có hệ thống phun thuốc bằng máy bay không người lái, cấy bằng máy cấy tự động, gặt đập liên hợp, bà Trung đã không còn vất vả như trước đây. Nói chung là trước thì là cái thứ nhất là đeo bình là đã nhọc đến bản thân rồi. Cái thứ hai là thuốc nó trực tiếp ngay vào bản thân mình nữa. Thế bây giờ là cơ giới hóa nông nghiệp là máy bay bay thì là các cô cũng thuê là chỉ có 20.000 một xào thì là nó đỡ độc hại hơn nhiều. Về để áp dụng cơ giới hóa nông nghiệp vào nông nghiệp sản xuất nông nghiệp ấy thì thường là những giới trẻ bây giờ nó sẽ không tập trung vào nông nghiệp mà thường là những các người sẽ có tuổi làm nông nghiệp thì mình thấy là áp dụng cơ giới hóa vào nông nghiệp là sẽ giảm được cái sức lao động của bà con là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là về để hiệu suất và năng suất phun thuốc bằng máy bay ấy, thì nó sẽ đạt hiệu suất cao hơn so với phun tay. Toàn xã Tân Hồng có tổng diện tích đất nông nghiệp của toàn xã cần tưới tiêu là 510,27 ha, trong đó đất canh tác lúa là 483,53 ha. Trong những năm qua, được sự quan tâm nguồn vốn hỗ trợ của cấp trên cùng với nguồn vốn đóng góp của nhân dân đã tiến hành đầu tư, nâng cấp hệ thống kênh tưới tiêu trên địa bàn với hệ thống kênh mương cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh, đảm bảo tưới tiêu chủ động 100% diện tích. Đặc biệt, chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ chính sách cũng như nguồn vốn vay lãi suất thấp để hợp tác xã cơ giới hóa dịch vụ nông nghiệp có thể đầu tư máy móc sản xuất nông nghiệp, phục vụ người dân trong xã cũng như người dân ở ba xã lân cận trong huyện Bình Giang. Đến bây giờ thời điểm này và sau này là sẽ phát triển và mở rộng mô hình giúp tất cả những bà xã, giúp tất cả những xã lân cận xung quanh là tiếp cận với mô hình máy cấy nhiều hơn và rộng hơn, áp dụng khoa học và tiến bộ khoa học và kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Căn cứ vào cái cơ chế chính sách, đưa những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật tạo điều kiện cho hợp tác xã sẽ tổ chức các cái lớp tập huấn và tuyên truyền để cho mọi hộ dân người ta tiếp cận được mấy cái nền khoa học và đồng thời đồng hành với hợp tác xã thì hợp tác xã sẽ có đủ điều kiện để duy trì và phát triển trong cái điều kiện hiện nay. Hiện nay, Hợp tác xã Cơ giới hóa Sản xuất Nông nghiệp Tân Hồng đã đầu tư một hệ thống máy bay không người lái phun thuốc trừ sâu, 5 máy cấy, 2 máy cày và 1 máy gật đập liên hợp, tổng giá trị lên tới 3 tỷ đồng. Không phải Hợp tác xã Cơ giới hóa nào cũng có được sự đầu tư đồng bộ như thế này. Hợp tác xã Cơ giới hóa Tân Hồng đã góp phần giúp bà con nhân dân trong huyện Bình Giang giảm sức lao động, tăng lợi nhuận, đi đúng với xu thế phát triển nông nghiệp hiện đại, ứng dụng khoa học tiến bộ trên đồng ruộng, góp phần vào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của huyện Bình Giang. Ăn tiết canh lợn được mua từ chợ, một người đàn ông 41 tuổi ở huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa đã tử vong do bị nhiễm khuẩn liên cầu lợn. Đây chỉ là một trong số nhiều ca nhiễm liên cầu khuẩn lợn thời gian gần đây. Nhiều bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch, thậm chí là tử vong. Trước khi nhập viện, anh LDT đã mua lòng lợn và tiết canh sống ở chợ về tự đánh tiết canh một mình, ăn 2 chén. Sau đó khoảng 1 tuần, anh LDT lên cơn sốt, đau đầu, chân trái sưng bầm tím nên được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa rồi chuyển lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương trong tình trạng nguy kịch do nhiễm liên cầu lợn. Dù nam bệnh nhân này đã được các bác sĩ cấp cứu và điều trị tích cực nhưng vẫn không thể qua khỏi. Theo đại diện khoa hồi sức tích cực Bệnh viện nhiệt đới Trung ương, gần đây nhiều bệnh viện thường xuyên tiếp nhận, điều trị nhiều trường hợp mắc liên cầu lợn. Nhiều bệnh nhân vào viện trong tình trạng suy đa phủ tạng và rối loạn đông máu nghiêm trọng. Tiên lượng xấu, có những bệnh nhân được chữa khỏi nhưng phải cắt bỏ chân. Ngoài ăn tiết canh thì nhiều bệnh nhân còn mắc liên cầu lợn trong quá trình chế biến và giết mổ lợn. Tại Hà Nội thì từ đầu năm 2024 cho tới nay đã ghi nhận 6 trường hợp mắc liên cầu lợn. Để phòng tránh bệnh thì các bác sĩ khuyến cáo người dân cần phải nấu chín thịt lợn, tuyệt đối là không ăn thịt lợn ốm chết và không ăn các món ăn tái. Đặc biệt là sử dụng tiết canh, sử dụng các trang bị bảo hộ như là găng tay khi mà giết mổ hay là chế biến thịt lợn sống.